Ngày rằm tháng 8 âm lịch, ngày Tết Trung Thu sắp đến gần. Trên nhiều đường phố đã xuất hiện nhiều cửa hàng bày bán bánh Trung Thu. Tại trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra một hoạt động lý thú là xác lập kỷ lục cặp bánh Trung Thu lớn nhất năm 2019. Tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra lễ vinh danh cặp bánh Trung Thu kỷ lục Việt Nam. Cặp bánh được Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục cho cặp bánh Trung Thu lớn nhất Việt Nam năm 2019 do các nghệ nhân thuộc công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh thực hiện. Mỗi chiếc bánh đường kính 0,95m, dày 0,2m và nặng 150kg. Cặp bánh này mất thời gian gần 1 tháng để chuẩn bị và khoảng 20 thợ lành nghề hoàn thiện bánh trong một ngày. Nguyên liệu làm bánh thuần Việt gồm hạt bí, đậu xanh, dưa, vừng, lạp xưởng. Lớp vỏ bánh có họa tiết song long chầu nguyệt. Cặp bánh nướng bánh dẻo lớn nhất Việt Nam đã được tế lễ thắp hương tổ nghề ở đền Ngọc Sơn, rồi rước ra tượng đài Lý Thái Tổ trưng bày để người dân và các em nhỏ chiêm ngưỡng. Đây là điểm nhấn mùa Trung Thu 2019. Em được thấy hai bánh Trung Thu lớn như này, thực sự là ngạc nhiên bởi vì chưa từng thấy và thấy rất là đẹp, trông muốn ăn luôn đấy. Hôm nay chị đến đây, chị rất là vinh dự được đến đây và chị rất là cảm động khi được chứng kiến cặp bánh Trung Thu to nhất và đẹp nhất của Việt Nam mình. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao quà Trung Thu cho các em nhỏ mồ côi, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội để các em có một mùa Trung Thu nhiều ý nghĩa. Đây là hoạt động thể hiện sự sẻ chia và góp phần bù đắp, động viên các em thiếu nhi thiếu may mắn vươn lên trong cuộc sống.